Mã Đức Chung tuổi 55 tuổi vẫn chăm chỉ tập luyện, khoe vóc dáng hoàn hảo, con trai 26 tuổi bị so sánh, giống em trai anh quá. Mã Đức Chung, 55 tuổi, duy trì ngoại hình trẻ trung nhờ ăn chay và tập thể dục. Anh cao ráo, đẹp trai, là nam thần không tuổi trong lòng nhiều người. Con trai anh, Mã Tại Tường, thường bị cho là không trẻ trung như cha mình, thậm chí có người nói ngoại hình của cậu chững chạc hơn tuổi thật. Gần đây, Mã Đức Chung đã chia sẻ một đoạn video tập thể dục trên mạng xã hội. Anh chạy bộ, nhảy dây và đánh quyền, rất kỷ luật. Dù đã qua tuổi 50, anh vẫn đầy năng lượng, chạy nhảy không gặp khó khăn gì. Nhiều người khen ngợi Mã Đức Chung giữ gìn vóc dáng tốt và hỏi bí quyết dưỡng da của anh. Mã Đức Chung cho biết ngoài ăn chay và tập thể dục, anh còn chăm sóc da. Một người bình luận, anh luyện tập thế này thì con trai anh sao chịu nổi. Hiện tại cậu ấy giống em trai anh, vài năm nữa có khi lại trông như anh trai anh ấy mất, và bình luận này nhận được nhiều lượt thích. Mã Đức Chung được khen ngợi khi bị bắt gặp, chiếc quần trắng bó sát trở thành tâm điểm nam thần không tuổi Mã Đức Chung luôn duy trì ngoại hình và vóc dáng hoàn hảo. Một người dùng mạng đã chia sẻ ảnh chụp Mã Đức Chung ngoài đời thực trên mạng xã hội, khen ngợi anh đẹp trai. Tuy nhiên, chiếc quần trắng bó sát của anh lại trở thành tâm điểm chú ý. Gần đây, một người dùng trên Tiểu Hồng Thư đã chia sẻ ảnh chụp Mã Đức Chung ăn tối tại một nhà hàng ở Đại Lục. Trong ảnh, anh mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen và quần trắng bó sát. Người dùng mạng khen ngợi anh giữ dáng tốt, ngoài đời anh ấy thật đẹp trai, anh ấy thật sự rất đẹp trai, không hề có dấu vết của thời gian. Một người bình luận rằng vào thời kỳ đỉnh cao của TVB, các diễn viên phụ đều là những anh chàng đẹp trai, nhưng Mã Đức Chung không phải là diễn viên phụ mà là nhân vật chính và từng đoạt giải thị đế. Khi chụp ảnh cùng người dùng mạng, chiếc quần trắng của anh trở thành tâm điểm, có người bình luận, chiếc quần này hơi chật. Mã Đức Chung tiết lộ từng mắc bệnh gan nhiễm mỡ, ăn chay để điều trị và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Mã Đức Chung xuất hiện tại một sự kiện y tế, mặc bộ vest trắng trông như bạch mã hoàng tử, rất đẹp trai, thu hút nhiều ánh đèn flash. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, anh tiết lộ từng phát hiện mình bị gan nhiễm mỡ khi kiểm tra sức khỏe, nhưng nhờ ăn chay và chăm sóc sức khỏe, vấn đề gan nhiễm mỡ đã biến mất. Là đại diện cho một tập đoàn y tế, khi được hỏi liệu anh có hài lòng với mức thù lao không, anh không do dự trả lời, hài lòng, tôi cảm thấy việc kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng, biết sớm có vấn đề gì thì điều trị sớm. Bao lâu anh kiểm tra sức khỏe một lần? Thực ra tôi kiểm tra hàng năm, có sợ phát hiện bệnh không? Nhiều bạn bè của tôi cũng vậy, không muốn kiểm tra vì sợ phát hiện bệnh thì phiền phức, nhưng điều đó không đúng. Phải biết sớm tình trạng sức khỏe. Thực ra nhiều bệnh nếu biết sớm thì dễ điều trị, nhưng nếu để tới giai đoạn không thể chữa trị thì đã muộn. Mã Đức Chung rất quan tâm đến sức khỏe của gia đình và cũng khuyên họ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi được hỏi trong các lần kiểm tra, có phát hiện vấn đề sức khỏe nào không, anh cho biết, cách đây 6 năm, tôi bị gan nhiễm mỡ nên rất chú trọng đến sức khỏe của mình và chuyển sang ăn chay. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, nên gan nhiễm mỡ đã biến mất nhanh chóng. Sau khi ăn chay, sức khỏe của anh có tốt hơn không? Tốt hơn nhiều, các chỉ số sức khỏe và tinh thần đều rất tốt. Anh duy trì chế độ ăn chay và tập thể dục, nên sức khỏe rất tốt. Ngoài ra, hiện anh đang bận rộn với các buổi diễn, gần đây anh đã cùng Tiết Gia Yến, Lê Diệu Tường, Trần Triển Bằng và La Gia Lương biểu diễn tại Singapore. Anh cho biết nhóm này rất vui, cùng với những thị đế khác, tôi cảm thấy nhóm này thật tuyệt vời. Trên sân khấu chúng tôi rất ăn ý, thậm chí tôi còn quên mất phải lên sân khấu vì quá vui khi ngồi ăn cơm cùng mọi người. Tiết Gia Yến rất tích cực và chúng tôi rất vui khi làm việc cùng nhau. Khâu Thục Trinh hiếm hoi xuất hiện cùng con gái Thẩm Nguyệt trong sự kiện. Nữ thần gợi cảm một thời Khâu Thục Trinh dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm nhưng vẫn duy trì ngoại hình xinh đẹp, không thua kém các ngôi sao trẻ hiện nay. Gần đây, cô hiếm hoi xuất hiện cùng con gái lớn Thẩm Nguyệt tại Thượng Hải. Trong những bức ảnh không qua chỉnh sửa của cư dân mạng, cả hai mẹ con đều lộ rõ nét đẹp, trạng thái rất tốt, được khen ngợi như hai chị em. Khâu Thục Trinh mặc áo khoác dài màu đen, quần dài đen, tóc gọn gàng và trang sức đơn giản, khuôn mặt vẫn sắc sảo, làn da trắng mịn, luôn mỉm cười. Cô trông như một ngôi sao, hoàn toàn không giống người đã 56 tuổi. Con gái lớn Thẩm Nguyệt mặc trang phục denim, hai mẹ con thường xuyên chụp ảnh cùng nhau, rất đẹp mắt. Khâu Thục Trinh hiếm khi tham gia sự kiện,
tự nhiên thu hút nhiều sự chú ý từ video không chỉnh sửa của cư dân mạng. Có thể thấy trạng thái của cô vẫn rất tốt, khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng mịn, đường viền cằm rõ ràng, dáng người mảnh mai, không khác nhiều so với thời còn trẻ, khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Thẩm Nguyệt cũng thừa hưởng ghen tốt của mẹ, cả hai đứng cạnh nhau như chị em, thậm chí có người còn cho rằng mẹ còn đẹp hơn con gái. Khâu Thục Trinh lộ diện gần đây làm ngỡ ngàng mọi người, hôn nhân mỹ mãn khiến người ta ngưỡng mộ. Một thế hệ nữ thần gợi cảm, Khâu Thục Trinh nổi tiếng cả ở Trung Quốc và Hồng Kông, ở Trung Quốc đại lục còn được gọi là nữ thần phong cách Hồng Kông. Gần đây, cô cùng con gái lớn Thẩm Nguyệt xuất hiện ở Thượng Hải. Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, ở tuổi 56, nhan sắc của cô không hề thua kém các nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp hiện nay, nhận được lời khen ngợi của cư dân mạng rằng trông như hai chị em với con gái. Gần đây, có cư dân mạng có mặt tại sự kiện đã đăng ảnh Khâu Thục Trinh và kinh ngạc trước vẻ đẹp xuất chúng của cô. Trong ảnh, Khâu Thục Trinh ăn mặc không quá nổi bật, nhưng vẫn là tâm điểm giữa đám đông, dù thời gian trôi qua nhưng phong thái vẫn còn đầy quyến rũ. Cô đứng thẳng lưng, dáng người cân đối, toát lên vẻ đẹp nữ tính. Cư dân mạng đăng bài khen ngợi, đẹp không thể tả, là nữ thần phong cách Hồng Kông của tuổi thơ. Có người còn đồng ý và nói, phong thái này đích thực là của phụ nữ đại ca. Có người bình luận cho rằng do hôn nhân mỹ mãn của Khâu Thục Trinh, cảm giác lấy chồng rất tốt, bao nhiêu năm rồi mà không hề có tin đồn không hợp, chồng cô ấy cũng khá đẹp trai. Trong thập niên 90, Khâu Thục Trinh là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, nhờ vẻ gợi cảm mà trở thành nữ chính được ưu ái của Vương Tinh, ông cũng hết lòng nâng đỡ và làm cho cô càng ngày càng nổi tiếng. Còn có tin đồn rằng Vương Tinh, dù đã có vợ, cũng say mê yêu Khâu Thục Trinh, khiến cô bị gán danh kẻ thứ ba. Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn với doanh nhân công ty thời trang Thẩm Gia Vĩ. Sau khi kết hôn, cô tập trung chăm sóc ba con gái và được cho là đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Thẩm Gia Vĩ cũng không làm cô thất vọng khi công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Hai người đã yêu thương nhau 25 năm mà chưa từng có tin đồn bất hòa hay ly hôn, trở thành cặp đôi mẫu mực trong giới giải trí. Lâm Bảo Di, 58 tuổi, trở lại TVB sau 13 năm, đóng hình Tình 12 có tuyến tình cảm với Trần Tự Giao. Lâm Bảo Di, 58 tuổi, sẽ trở lại TVB sau 13 năm để đóng phim mới Hình Tình 12. Anh tiết lộ mỗi ngày dành 3, 4 giờ để đọc kịch bản, cùng đạo diễn nghiên cứu cách phát triển kịch bản tốt hơn và hy vọng đạt được thành tích tốt. Anh sẽ diễn cùng Trần Pháp Dung, Phó Gia Lợi và Trần Tự Giao. Trần Tự Giao sẽ có tuyến tình cảm với anh. Lâm Bảo Di bước vào ngành giải trí với tư cách ca sĩ, thỉnh thoảng tham gia đóng vai nhỏ trong phim truyền hình và điện ảnh. Đến thập niên 1990, anh chính thức chuyển sang truyền hình và trở thành diễn viên. Anh nổi tiếng với loạt phim Diệu Thủ Nhân Tâm và vai diễn cổ lão trong Kim Chi Dục Nghiệt năm 2004, giúp anh đoạt giải thị đế. Trước khi rời TVB, anh để lại ấn tượng mạnh với vai diễn trong Thiên và Địa. Sau đó, anh tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, thỉnh thoảng quay lại Hồng Kông tham gia các phim của VTube như Margaret and David và Bridge of Sighs, làm mới hình ảnh trong lòng khán giả. Vào nghề 35 năm, năm nay anh lần đầu tiên được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông với phim In Broad Daylight.